Hello, xin chào cả nhà. Đây ha, em mới phủi bụi nè. Quý khách thấy màu đỏ quét không? Em quá Nguyễn Nhân Hạnh, thành phố Cần Thơ, chuyên gia bán đồ gia dụng nội địa Nhật. Em gửi lời chào và chúc sức khỏe tất cả các quý khách, cô chú anh chị em, bạn bè thân mến gần xa đều được mạnh khỏe, làm ăn phát tài phát đạt ha. Cái bạn này nó có hai cái khuyết điểm, một là hơi xấu bên hông, hai là kia gãy cái ngàm, nên em bán giá 800.000 nha. Cái mặn lọc mới này thì em bán 200.000. Cái mặn phổi này thì em bán 150.000 ha. Có đồ thay hết, quý khách yên tâm ha. Đây, con này là con sáp ion, ngoại hình đẹp, máy móc nguyên zin K65i2. Con này là 70W lần nhiều quý khách. Hàng sử dụng, qua sử dụng nên có chạy chùa chút đỉnh nha. Nhưng mà máy móc là cam kết là nguyên zin, không sửa chữa, không chấm chì, không chấm hàng, không thay dây nha. Có chạy chùa chứ bể bọng thì nó không có bể. Đây ha, nó hơi ngã ngã nè đó, mấy cái này nè đó, bình nước thì bự vô đói luôn, thành cái nái luôn. Phổi thì còn ok ha, phổi này xài bình thường, cái phổi này quý khách rửa nước được bình thường ha. Đây, cái nắp nó lại gì nè, ở trên mặt tiền cũng đẹp luôn ha. Nè, cái nắp nó bị gãy nè, mấy cái bự lên hay bị gãy lắm nè, nó lòi ra đây nè. Em lại em dán băng keo đi nè, là tháo ra nè ha. Giờ quý khách chịu khó dán băng keo lại rồi nên em bớt tiền cho con này, làm bán giá 800 rồi đó, là dán bớt tiền luôn rồi đó. Cái màn này cũng còn mới lắm nè, còn 70% đi. Muốn đổi, muốn mua bằng mới thì em có màn mới nha. Đây KC65i ha, điện 100V 20.000, 20M 70W. Rồi. Con này nó hỗ trợ đường hô hấp rất là tốt nha. Mấy người bị viêm phổi, bị hen suyễn rồi đó, nó hỗ trợ, nó lọc không khí, tức là trước khi vô phòng ngủ mình mở cho nó vòng nửa tiếng tiếng hồ đi. Nè, quý khách thấy không, nó màu xanh này nè, thấy không? Nó lọc không khí sạch đây nè. Nó cảm ứng bụi á. Đó, ok ha. Nhưng mà nãy là màu đỏ ha, là cái khăn bụi nè, giống như mình phủ bụi ở ngoài á, đó nè. Ồ, quý khách thấy không? Ồ, tức là mình vô phòng mình mở đi, nhiều khi mình ngủ lăn qua lăn lại, mùng mình á, niệm rồi đó nó ra bụi. Rồi, lên đây là có chức năng, đây là ion nè ha. Tốc độ. Số 1, số 2, số 3 này ô tô ha, nó tự chạy, tự ngắt ha. Hai này ít xài. Số 1, số 2, số 3. Số 3 này là mạnh nhất ha. Bấm các phím rồi tôi coi hết bình thường ha. Còn cái này là phá bằng phím nha, lưu ý giùm em nè, em đè nè. Giờ đó là mình bấm không được, nó nheo hết nè. Không bấm lúc nào ăn được hết nha. Thậm chí nó tắt bấm cũng không được. À con này bấm được nè, chứ con kia là bấm không được, nhưng mà khởi động không được nè. Ha, phải là không được, mình phải tắt cái này nha, lưu ý giùm em tắt cái này. Rồi đè hoài nha. Rồi đó, ok. Quên nãy quên giới thiệu, cái này là đỏ là lỗi, là không có nước, nó báo đỏ thôi nha. Đây, không có nước báo đỏ, đúng không? Đó, giờ em bật cái phao lên nè. Rồi, là anh nghĩ báo rồi ha, là có nước á. Quý khách lưu ý, lâu lâu dòm nó thấy nó báo đỏ là châm nước vô cho nó nha. Và đồng thời có nước á, thì cái màn phổi này nó sẽ quay. Quý khách thấy không, màn phổi này sẽ quay, còn buông ra nè. Đó, là không có nước thì màn phổi nó sẽ không quay nha, nó không có bộ đồ ẩm ha. Tại vì á, mình mở công suất này bự nè, con này có 70W lận, mình có tốc độ quá. Bắt chưa vừa thì không nhỏ nào á. Rồi, chuẩn nha, quý khách cô chú anh chị em nào thật sự có nhu cầu mua dùng xài biếu tặng, liên hệ em qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, TikTok, qua số điện thoại 0939 396 480. Còn một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả các quý khách cô chú anh chị em đã bỏ thời gian quan tâm theo dõi sản phẩm của em.
Dạ em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.